Rồi hôm nay là tốt nghiệp khóa học ha, thầy chúc mừng Ngọc về làm tốt nhất có thể nha. Rồi chúc mừng tiện lợi luôn nha. Con cảm ơn thầy những ngày qua rất nhiệt tình giúp đỡ cho thầy về vô cho trò rồi vui vẻ hòa đồng. Em cũng hôm nay em cũng được cái này, em cũng rất là cảm ơn thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe thành công trong cuộc sống. Rồi thầy cũng rất cưng là hoàn thành tốt cái nghề mình đã chọn nha, rồi Dạ chúc mong đạt nhiều kết quả tốt đẹp nhất nha. Dạ cảm ơn thầy. Rồi rồi em cảm ơn thầy mấy ngày qua đã dạy dỗ cho em, và em chúc thầy nhiều sức khỏe và nhận được nhiều sơn cho thầy. Rồi thầy cảm ơn cưng nha, rồi thầy cũng chúc cưng là hoàn thành tốt những cái khóa học của thầy thầy dạy ha, là chúc cưng thành công tốt đẹp nha. Dạ em cảm ơn thầy. Hãy subscribe.